Ну что, как дела? Как жизнь? Спасибо, хорошо. Хорошо. А, так, в прошлый раз мы уже учили, как русские едят, да? Как русские Да. едят. Как русские едят. 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 Что такое едят? Но мы уже узнали. Дам ты узнать, да? Дам ты узнать, да, дам ты бед. Мы уже узнали. Так, мы уже узнали, да? Мы узнали, да? Как русские едят? Чúng ta đã biết người Nga ăn uống ra sao, đấy. Как русские едят? Как русские едят? Так? Đấy. À, ну вот и как они едят? À, như vậy họ ăn uống thế nào? Как они питаются? Но как они питаются? À, chúng ta có động từ mới, đó là động từ питаться. Питаться là ăn uống. Đấy. Các anh ấy питаются, họ ăn uống ra sao? Anh đi pita sao? Они едят. Они Và едят, họ ăn. xếp vô bây giờ một nồi rồi. Rồi. Они едят очень много. Đấy. Nghe À, nói là gì nào? Они едят очень много. Họ ăn rất nhiều. Đấy. Họ ăn rất nhiều. Им нравится. Em có thể, em đã xem kỹ về bài này chưa? À. rồi. À đấy. Rồi. À như vậy là gì? Đây là cái bài học của chúng ta. Bài học này khi mà chúng ta học xong thì chúng ta phải đọc rất kỹ về nó đấy. Đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại để chúng ta ngấm cái nội dung của nó đấy. Bởi vì sao? Cái nội dung này nó là một một chủ đề. Khi mà chúng ta học xong chủ đề này thì chúng ta không quay lại nó nữa đấy. Như và để cho học sinh mà không bị quên chủ đề đó thì là học sinh phải thường xuyên xem cái chủ đề đó đấy. Bởi vì sao? Tất cả những cái từ vựng này là nó đủ để cho em nói về một cái đề tài thách vượt. Thế như vậy là kinh nghiệm là gì nào? Cần phải đọc rất kỹ về nó, đọc nhiều lần đấy, đọc nhiều lần về nó. Вот видишь, как много они едят, đấy. Все это на столе. Вот так вот, да? Вот. И они любят, как они любят питаться, как они любят есть на завтрак, на обед, на ужин. Họ thích ăn như thế nào, ăn sáng như nào, ăn trưa như nào, ăn tối như nào, đấy. Мы должны хорошо знать, да? Как они изготавливают себе вот консервирование, họ chuẩn bị cho mình ăn những cái chuẩn bị những cái đồ mà đóng lọ rồi là đóng hộp để ăn trong mùa đông như thế nào đấy. What that what it's a tốt serious này đấy. Đấy. Thế như vậy đó là cái kinh nghiệm khi chúng ta học một cái bài. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ không nói về bài đó nữa mà chúng ta sẽ học tiếp nào đấy. Để dành thời gian cho em sẽ nếu mà chưa nắm vững thì chúng ta có thể là học lại thêm đấy. Хорошо. Так, ngày hôm nay chúng ta sẽ học một phần từ vựng nào. Ở đây chúng ta sẽ có các từ vựng ở phía bên tay phải. Chúng ta có động từ znakomitsa và poznakomitsa. Poznakomit và poznakomitsa. Chúng ta biết sử dụng chúng như thế nào. Anna меня со своим другом в прошлом году. Я была рада с ним. Thế vậy thì ở đây người ta dùng những động từ nào trong những trường hợp nào? Em có hiểu không? Poznakomitsa là gì? Poznakomit là gì? Quen Poznakomit là làm quen. Vậy thì ở đây nó như để vào đâu nào? cô ấy làm quen Pazna không biết Em nói cả câu đầy đủ nào. Anna. Anna Pazna không không biết Anna Poznakomila. Đấy. Vì nào Anna ta sẽ phải Poznakomila. Đấy. Меня. Anna Poznakomila. Đây phải là gì nào? Cô ấy làm gì? làm quen với Poznakomila tôi tức là ở thì quá khứ đấy. Đó không anh nhìn là đấy. là Anna pa Pazna znakomila đúng là Anna poznakomila meня со своим другом. Cô ấy làm quen tôi với lại anh bạn của cô ấy đấy. Vừa không prosno rồi. đu đấy. Я была рада с ним. Я была рада с ним. No. Là Pazna Tiếp không theo. im sao. Я была рада с ним. Bula rada thì đây là danh từ giống cái đấy. Bula rada s nim pa bula rada s nim pasna đấy. Phải không nào đấy tác đúng chưa tác
À, tạ khá À, thế tiếp theo này em xem câu thứ hai là stretch stretch đấy. Nam nam nader patriachit y pagat pagato gavavit Nào. gavarit pagat nam nader vastriachit y pagatovit gavarit Pagavarit đấy. nam Nam nada gì nào? vastriachit À đấy, à, đây thì lại ngược lại đấy. À, ở đây phải là gì nào? À, ở đây là nam nada stretchitsa. Nam nada stretchitsa đấy. Đó. Nam nada stretchitsa. À, như này. Вот. И поговорить. Chúng ta cần phải gặp nhau và nói chuyện một tí đi. Если ты Vastriachit. À, đây dạng chia như nào? Если ты встречишь, встречишь, да? Если ты встречишь его, да? Если ты встречишь его, а, да, я, да? Так, если ты встречишь его, скажи, чтобы он позвонил мне, да? Вот так вот, да? À, đây là gì? Nam nada встретиться. À, động từ có đuôi xe đó là nó chỉ rằng là những cái người đó là tự gặp nhau, chứ không phải là phải đợi ai gặp đấy. Если ты встретишь его, nếu mà cậu có nhìn thấy nó, cậu có gặp anh ấy đấy. Если ты встретишь его, em nhớ nào đấy. À đó. Скажи, чтобы он позвонил мне, хорошо? À, động từ раздеваться, раздеваться, раздеваться là cởi quần áo cho ai đó. Раздеваться là tự cởi quần áo đấy. À, à em xem câu 3 nào. Môi sườn. Nó còn rất nhỏ. Môi sườn iso iso ochin manenki. Mà những khi ôn nhiều mệt. Ôn sao ôn nhiều mệt stop à rất dễ vắt sạm à ôn nhiều mệt à sam dễ vắt sạm đã ôn nhiều mệt sam rất dễ vắt sạm à đúng không ôn nhiều mệt sam rất dễ vắt sạm à nó còn chưa biết tự khởi quần nào đấy à vừa giết cơm sát đủ ở trong vườn trẻ yêu vua anh ấy à rất dễ rất dễ vắt sạm à rất dễ vắt à phải là gì rất dễ vắt Y vô rất gì và yết đấy à cô bảo mẫu à, cô bảo mẫu cô cởi quần áo cho nó đấy à à y vô rất gì và yết vất pita chín mít xa đấy à đó thế chứ nào y vô rất gì và yết vất pita chín mít xa vất pita chín mít xa là ở cách một cho nên nó là chủ ngữ nhưng khi dịch chúng ta phải dịch là ở vườn trẻ thì cô bảo mẫu là cởi quần áo cho nó đấy à câu năm nè à câu bốn nè savietovat là khuyên bảo cho ai lời khuyên savietovatsa là xin lời khuyên của ai đó đấy à, đó thế bây giờ ya chibi adakhnut kareli ya savietayu a savietavayu đây là động từ savietavat à động từ có dạng đuôi ovat à ovat đấy ovat này bỏ cả ovat à, thêm u ya savietuyu đấy ya savietuyu đấy ya savietuyu Я советую тебе отдохнуть. Я советую тебе отдохнуть да? à, в Карелии. Tớ khuyên cậu nên đi đến à, cái nước Cộng hòa Karelia mà nghỉ ngơi. Я. No. Я. Ở đây là gì? Savieta. Vayusa. À, Vayusa. Savieta Vayusa. Anh nhẹ đấy. Chia là gì nào? Я советуюсь. Я советуюсь. Я советуюсь. À, động từ có đuôi ô vát. À, nếu mà động từ có đuôi ô vát thì bỏ cả ô vát đi. Em nhé, đấy. Bỏ cả ô vát đi. Sau đó người ta thêm một chữ u vào. Thêm một chữ u vào. Sau đó người ta chia bình thường ở đằng sau. Đấy. Đấy nè. Я советую. Đấy. Я советую с родителями. Tớ sẽ xin tư vấn với lại bố mẹ đấy. И они сказали мне то же самое. Đấy. Tớ đã gì nào? À, xin tư vấn với lại cha mẹ của tớ đấy. Và họ cũng khuyên tôi như vậy đấy. Они сказали cũng nói với tôi như vậy đấy. Так. Закрываться. Дверь плохо. Cửa tệ. No. Закрываться là gì? Mở cửa à mở đây là đóng cửa đấy. Закрываться là đóng đấy
À đúng nè. Открывать mình là mở đấy. Открывать là mở. Закрывать là đóng. Дверь плохо. Стоп. Nó. À. Dùng động từ gì ở đây? Дверь плохо. Закрывается. Đấy. 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 À đó. À như vậy em thấy cái đến bài tập dạng này là em đối với em là hơi khó một chút đấy, đúng không? Đấy. Có phải không? Đấy. Là đôi À. xa. À, bởi vì sao nó có đuôi xa và em chưa quen đúng không? Đấy. Chưa quen thì mình làm việc nhiều cho nó quen. À, the very plug is the À, the có nghĩa là cửa này đóng hơi khó đấy. Đấy. Có những cửa nó đóng khó, em chưa? Nó khó đóng tức là gì? Nó có thể là nó bị kẹt hoặc là nó bị gì? Cái bản lề của nó bị hỏng rồi là nó bị vênh đấy. The very plug is the Cái cửa này đóng khó lắm. Đóng khó. Tức là gì? Cái cửa này tự nó đóng vào khó em chưa? À đó. Yeah. À, закрываю ее с большим трудом. Đấy. À đó. Đấy. Yeah, закрываю. Đấy là chúng ta lúc đó động từ закрывать là nếu mà có yeah ở đây thì sẽ không có đuôi xe nữa. Em chưa? Bởi vì cái cửa này nó tự mở tự đóng thì nó có đuôi xe. Đấy. À đó. Yeah, закрываю ее. Закрываю ее. Đấy. С большим трудом. Đúng không nào? Yeah, закрываю ее с большим трудом. À đúng chưa? Đấy. À, vội. À, thế Nó. thầy, cái động từ đuôi xa này dù mình sử dụng theo nghĩa hay là qua ngữ pháp vậy? À, động từ đuôi xa chúng ta hiểu rằng là động từ đuôi xa nó gọi là động từ phản thân. Em hiểu chưa? Đây, Có những cái động như từ. mấy dạng, Em nói sao? như mấy từ mình, cái dạng mình đang làm Mình đang giống làm trong là nghĩa. gì? Nó chỉ cái hành động mà của tự chủ thể thực hiện. Đấy. Chủ thể tự thực hiện cái hành động đó. Ví dụ như là bây giờ nói познакомилась là tôi làm quen với ai đó là tự tôi làm quen với đó em chưa? Đấy. Đó. Thế còn nếu nói là она познакомила меня с кем-то đấy thì có nghĩa là cô ấy làm quen tôi với ai đó. Em chưa? Đấy. À đó. Thế này mình dịch theo nghĩa này, mình làm bài tập này theo nghĩa. Bài tập này là mình phải hiểu tức là gì em chỉ cần hiểu như này này đấy the vier à bây giờ có động từ закрываться à động từ закрываться tức là gì là người khác thực hiện cái việc đóng cửa đó thế còn закрываться tức là cái cửa nó tự đóng lại em chưa đấy à the vier plug закрывается cái cửa này đóng nó đóng lại kém lắm tức là gì nó tự À, tức là bản thân cái cửa này đóng ra đóng mở mở ra đóng vào nó khó thế nên cái gì the vier plug the cửa cái cửa này đóng là khó lắm đấy à đó plug là không tốt đấy à yes the cửa lúc đó là gì tôi thực hiện hành động là tôi phải thò tay ra là gì là tôi phải mất một cái sức lực rất lớn để tôi mới cái đóng được cái cửa này vào thì lúc đó là gì cái việc mà người khác tác động vào thì nó không có đuôi xe thế còn cái cửa này nó tự mở tự đóng được thì nó là có đuôi xe em hiểu chưa đấy em như thế nào đấy đó thế bây giờ Ở bên trên những cái từ làm quen này từ làm bao giờ quen năng nhé cũng làm quen thế bây giờ em đi em làm quen với một cô gái em tự làm quen với cô gái thì nó sẽ có đuôi xe bao giờ em nhé à bây giờ em đi ra đường em đi một mình thôi là gì em tự làm quen với một cô gái em thấy một cô gái rất đẹp em đến làm quen với cô ấy thì như là Yasibot nha em về em nói với các bạn là hôm nay tới làm quen với một cô gái rất đẹp đấy à đó em sẽ nói là gì nào Ya Paznakomilse À, я познакомился. Có đuôi xe đấy. С девушкой. Đó. À, tôi tự làm quen với một cô gái. Đấy. Thế còn nếu mà phải đợi có một anh chàng khác là dẫn em ra à, làm quen em. Đấy là anh ấy thực hiện cái hành động là làm quen em với cô ấy. Thì lúc đó là gì? Cái hành động đó không phải là tự nữa rồi. Không phải anh không tự làm quen mà anh phải làm quen em với cái cô đấy. Thì lúc đó sẽ không có đuôi xe nữa. Em hiểu chưa? Đấy. Hiểu chưa nào? Đấy. Đó. Như vậy thì đây là cái trường hợp mà khi mà cái động từ có đuôi xe này thì là cái hành động đó nó tự cái chủ thể thực hiện cái hành động đó đấy. Đó. À, ví dụ như là em thấy là gì nào? Ở đây là gì nào? Nam nada stretch chúng ta cần phải gặp nhau. Thì vậy gì? Ai ai là chủ thể? Nam nam là mươi. Chúng ta tự gặp nhau thôi, chúng ta tự gặp nhau với chúng ta thôi đấy. À đó. Cho nên gọi là stretch đấy. Đó. À thế còn nếu như mà cậu mà có vô tình nhìn thấy ai đó ở ngoài đường ấy, có khi là mình nhìn thấy người ta đó ở ngoài đường nhưng mà cái người đó vẫn không biết là mình nhìn thấy người ta ví dụ vậy.
thì cái đó là gì? À, đó là stretches đấy, deep stretches, cá vụt đấy, đó em chưa? À, với đặc nổi nổi rõ nhất đó là cái động từ ajivasa đấy, ajivasa, ajivasa. Ví dụ em bé nó chưa biết cởi quần áo đấy, à, thì là động từ ajivasa. Nếu mà nó tự biết cởi quần áo thì là gì? Nó ăn ôn sam ajivasa đấy. Thế còn nếu mà phải gì là cô bảo mẫu cởi quần áo cho nó thì lúc đó là cô bảo mẫu cởi cởi cho nó chứ có phải tự cởi cho cô ấy đâu. Nếu mà cô tự cởi quần áo cho cô thì lúc đó lại là ajivasa, em hiểu chưa? Đấy, thế chưa nào? Đấy. À, thế bây giờ ví dụ như các em buổi sáng dậy các em tự mặc quần áo hay là buổi tối đi ngủ tự cởi quần áo, là các em tự làm đúng không? À, các chú bộ đội là tự cởi quần áo rồi đi ngủ, như vậy thì các em phải là rajivatsa đấy. Thế nhưng mà có một đồng chí là bị ốm hay là bị thương không làm được cái việc đó, phải có đồng đội cởi quần áo cho, lúc đó là mà mọi người lúc đó là rajivayu đấy, thì không có đuôi xe nữa. Thế vậy thì cái việc mà mình tự làm sẽ có đuôi xe, việc mình không thể tự làm được người khác làm cho mình thì là sẽ không có đuôi xe, em hiểu chưa? Đấy, hiểu chưa nào? Đấy. À, bây giờ em thử ví dụ này. Abidjan, Abidjan tức là làm cho ai đó phật ý, và Abidjan là mình giận dỗi ai đó. Giận dỗi là gì? Tức là mình tự làm cái việc đó, là tự mình làm đúng không nào? Đấy, chứ không phải ai. À, đây là gì? Brat sistru, tức là hai chủ thể khác nhau, người này làm người này giận dỗi. Thế vậy thì phải là gì? Brat abidion đấy, brat abidion, không có đuôi xe, on abidion, a b điều nghĩa là on abidion sistru. À, cái gì? À, anh trai làm cho em gái giận đấy. Thế bây giờ làm cho nó giận rồi thì bây giờ nó giận thằng anh trai thì nó là gì? À, nó abidios, thì lúc đó là gì? Tự cô ấy giận, hiểu chưa nào? À, thế vậy thì lúc đó là gì nào? À, Anna abidios, Anna abidios, thấy chưa? Có đôi xe thấy chưa nào? Nakavo, Nabrata, à đó, thấy chưa nào? Đấy, à đúng không? Thế bây giờ động từ Astanavit dừng xe lại, và Astanavit xả, nó Astanavit xả là tự dừng lại. Thế bây giờ mười khai chia ly gì nào? Astanavit hay là Astanavit machine, taxi? No. Đây là xe, có xe hay không có đuôi xe? Chúng tôi muốn dừng cái xe ô tô taxi lại. À, ví dụ bây giờ chúng ta đang cần đi đâu đó, chúng ta ra đường chúng ta nhìn thấy một cái taxi đang chạy. Chúng ta muốn dừng nó lại thì là động từ gì? Có xe hay không có xe? No. À, không nghe thấy em nói. Đấy, mất tiếng rồi, mất tiếng của em rồi. Bây Em giờ có rồi đang đấy. 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 À, thế em thấy là gì nào? À, nếu mà chúng ta muốn dừng cái xe taxi lại thì cái việc đó không phải mình dừng dừng cái gì? Dừng cái xe taxi chứ, không phải mình dừng đâu. Nếu mà chúng ta tự dừng lại thì nó mới là có đuôi xe. Chúng tôi đang đi, chúng tôi dừng lại. Em nhớ nào, bây giờ em đang đi, tự em dừng lại thì lúc đó là gì? Cái hành động nó tự thân em. À, đúng không? Thì lúc đó em sẽ yastana. Thế còn chúng tôi dừng cái gì? Dừng cái taxi cơ. Thì lúc đó là gì? Là mình không là Astanavit, mười khai chia ly Astanavit taxi. Đấy. À, thế vậy thì ở đây phải là gì? Mười khai chia ly Astanavit taxi. Đấy. Mười khai chia ly Astanavit taxi. Chúng tôi muốn dừng cái xe ô tô taxi lại. Đấy. No machine, nhưng mà nó không dừng lại. Machine là Astanavit. Đúng không? Nhưng mà Astana, à đúng không? Lúc đó thì phải là gì? Nhưng mà cái xe nó cứ chạy, nó Astana, không dừng lại đấy. Astana, À nhé. À, no machine là nhé. A sta na vilas. No machine là nhé sta na Astana. vilas. Bởi vì sao? Потому что в ней сидели пассажиры. Bởi vì trong xe nó có người rồi, cho nên nó cứ chạy tiếp thôi, nó chẳng dừng lại nữa. Đấy. À, hiểu chưa nào? Đấy. Rồi. Đấy. À đó. Thế vậy thì đó là cái động từ mà chúng ta thấy là gì? À, nó có hai động từ, nó có cặp hoặc là không có đuôi xe, hoặc là có đuôi xe, đúng không nào? Đấy. Đó. Hiểu chưa? Đấy. À đó. Thế vậy thì nếu mà động từ không có đuôi xe có nghĩa là dùng mình, dùng cái động tác đó tác động vào ai đó. Đấy. À, ví dụ znakomit làm quen, là tôi làm quen, phải có người thứ, phải có hai người để tôi làm quen họ với nhau. Đấy. Tức là ít ra phải có ba người, đúng không nào?
Tức là tôi làm quen Yeah. cái thằng bạn của tôi với lại cái cô gái nào đó. Tức là ít ra phải có ba người tôi mới commit được. Thế còn nếu commit sai chỉ cần có hai người thôi. Tôi đi và tôi làm quen với một cô gái nào đấy. Đấy, đó. Stretch it. Stretch it là hai người có thể gặp nhau. Đấy, à đó. Tôi đi và tôi nhìn thấy gặp một ai đó. Thế còn stretch it ra là tôi, bản thân tôi là gặp gỡ với ai đó luôn. Đấy, à đó. À, hiểu chưa nào? À, Dạ. Rajivat là tôi phải cởi quần áo cho ai đó. Ít ra phải có hai người. Đúng không? Tôi cởi quần áo cho đứa trẻ con, tôi cởi quần áo cho ai đó. Đấy. Thế còn nếu mà Rajivat sao là tôi tự cởi cho tôi thôi. Nhưng không cần phải có người thứ hai, tôi chỉ cần một người thôi là Rajivat sao được rồi. Đấy. Đó. À hiểu chưa? Đấy. Vô tương tự như vậy. Thế bây giờ sẽ có những cái động từ mà nó lại không có cặp. Tức là chúng ta nhìn thấy đây có cặp này, zna komit sa. Stretchit stretchit sa. Đấy, nó có cặp. Có đuôi xe và không có đuôi xe. Nhưng mà ở trong tiếng Anh nó có những cái động từ mà không, nó chỉ có đuôi xe thôi. Nếu mà không đuôi xe thì người ta không dùng. Anh vậy? À đó là động từ bay dịt đấy. À, bay dịt à đó là động từ bay dịt. À đó. Thì viết cho bạn cái động từ bay dịt. Đó là động từ bay dịt, đây là động từ bay dịt. Bay dịt. Đấy. À đó. Cho lên trên cao. Vất tạ. Đó. À bay dịt là gì? À đó là động từ sợ. Đấy. Bay dịt là sợ. Sợ. Đấy, sợ. À đó. À sợ. À cái đứa trẻ con cái bé gái này nó sợ tối. Anna bay ít sa chim na tươi. Chim na ta là tối đấy. Anna bay ít sa chim na tươi. Trẻ con nhiều đứa nó sợ tối đấy. À đó. Sợ tối nó không nhìn thấy gì thì nó hoảng. Đấy. Có những người nó chả sợ tối. Tối cũng được, nó cũng cứ đi nó chả sợ đấy. Đó. À, thứ hai nào. À động từ samyavatsa. Samyavatsa là nghi ngờ. À, đây là động từ là samyavatsa som nhi vatsa đấy à samyavatsa đó à chỉ có động từ samyavatsa là lúc nào nó như thế chứ không có động từ samyavat em nhé. Tức là đây là gì nào, những cái động từ này chỉ luôn luôn có xa, không bao giờ sử dụng không có xa cả đấy chưa? Đó à yasamyavat tôi nghi ngờ rằng vợ yavo kam pichentness chi đấy vô kam pichentness chi tức là gì, tôi nghi ngờ cái tính competence, tức là cái tính trung thực của cậu ta đấy, competence chị à đó, tức là không biết anh ta có thật hay không, có thật là đúng là cái người đó hay không đấy à đó, à cái tính thực của anh ta, ví dụ như là có người đến giới thiệu là à, tôi là đại úy công an đấy à, thế mình bảo yes em vice vashi competence chị, tôi nghi ngờ cái tính trung thực cái tính thật sự của anh lắm, tôi không tin đâu. À, chưa chắc anh đã là công an đấy à, đó ví dụ vậy, cho nên có cái từ competence đấy. Nhưng smiyatsa à có động từ smiyatsa à, smiyatsa là cười cợt, smiyatsa đấy đó à, smiyatsa là cười cợt đó. Tạc à, không được cười cợt những cái lỗi lầm của người khác. Nhưng smiyatsa nat à cười cợt thì với cái gì, nat 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 chém đấy. Như smiyatsa nad chujimi ошибками. Đó. À, động từ nadeyatsa. Nadeyatsa là hy vọng. Nadeyatsa. 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 Đấy. Nadeyatsa là hy vọng. Đó ta có đấy. Đó. À, hy vọng. Так, с вами трудно согласиться. С вами трудно согласиться. À, khó có thể đồng ý với anh về cái chuyện gì đó đấy. À đấy. À, đó. À đây là gì nào? Мы надеемся на успех. Chúng tôi hy vọng vào sự thành công. Надеемся на что? À động từ надеяться sử dụng dưới từ на và ở cách 4. Мы надеемся на успех. Chúng tôi hy vọng vào sự thành công. Đấy. Chúng tôi hy vọng vào anh đấy. À мы надеемся на вас. На вас. Đấy. À tôi hy vọng vào anh đấy, đấy. À đó. À hy vọng vào на вашу помощь. Là vasu pomos, hy vọng vào cái sự giúp đỡ của các anh đấy à đó ví dụ vậy đấy vất tạc à trudno s vami saglasitsa, động từ saglasitsa saglashatsa đó là đồng ý đấy à saglashatsa saglasitsa đấy à saglashatsa đây là thể chưa hoàn thành, còn đây động từ saglasitsa là thể hoàn thành đấy à đó mình viết ở bên này. À, còn lại cái động từ thể hoàn thành có trong đây rồi không biết lại nữa đấy đó là đồng ý. С вами трудно согласиться. Как ты к нему относишься? À động từ относиться là quan hệ đối với ai đó. Относиться. От на
xịt sạch, ăn nó xịt sạch đấy, ăn nó xịt sạch à, đó ăn nó xịt sạch à, các từ kỷ niệm ăn ăn nó xịt sạch, cậu đối xử với nó như thế nào, quan hệ với cậu ấy như thế nào đấy, các từ kỷ niệm ăn nó xịt sạch à, đó ăn nó xịt sạch thì luôn luôn là dùng với xe. Rajishili garajatsa, garajatsa là động từ tự hào, garajatsa, garajitsa, garajitsa động từ garajitsa là tự hào. Tự hào thì dùng với cách năm chem svayim synam, tự hào tự hào với cái người con của mình đấy, tự hào với cái người con của mình, người con trai của mình, svayim synam rajishini garajatsa svayim synam đấy. Tiếp theo động từ zabochitsa, zabochitsa là quan tâm đến ai đó đấy. Quan tâm đến ai đó thì cũng dùng chỉ dùng với xe đấy, là đó đó là động từ ra bố chít xe. Thế như vậy ở đây chúng ta có một cái bảng mà trong đó có những cái động từ nó cho chúng ta, nó nhắc nhở chúng ta là gì, luôn luôn dùng với xe, không bao giờ có động từ không có xe đấy. Ví dụ động từ ra bố chít là không có, phải là ra bố chít xe. Động từ garajit là không có, động từ garajit xe đấy, đó đại khái là như vậy. Thế vậy thì cái bảng này mình sẽ gửi cho bạn và bạn có thể xem đấy, bởi vì sao, nếu không xem mình sẽ quên đấy, đó gửi cho bạn là như vậy đấy. Tác vụt хорошо. Chúng ta xem tiếp nào. Так. Đây nó nói đến vấn đề gì? Прочитайте предложение, определите значение вида глагола, nói đến thể của động từ. При отвечении называйте только номер соответствующего значения, да? Я часто звоню родителям. Я часто звоню родителям. Thì động từ звонит, đó là động từ thể chưa hoàn thành. Đấy. Đúng không nào? Động từ thể chưa hoàn thành này nó chỉ rằng cái hành động thường xuyên xảy ra, cho nên nó có từ часто. Em hiểu về thể của động từ không? Thể động từ đó là gì? Thể động từ đó là thể hoàn thành hoặc thể chưa hoàn thành. Вчера я посмотрел. Ngày hôm qua tôi xem. Прекрасный балет. Một vở ballet rất tuyệt vời. Thì cái hành động này nó xảy ra có một lần, cho nên sử dụng động từ thể hoàn thành. Đấy. Em chưa? Đấy. Đây là thể hoàn thành. Đấy. Đó. Câu 3. Все студенты нашей группы очень хорошо отвечали на экзамене. Отвечали. Ở đây là động từ thể chưa hoàn thành. Và nó nói rằng là tất cả các sinh viên ở khoa chúng tôi, ở trong lớp chúng tôi là đều trả lời bài thi rất tốt đấy. Хорошо отвечали. Đấy. Bởi vì sao? Đây là nhiều người và thường xuyên là gì? Хорошо, очень хорошо отвечали. Tức là nó chỉ có tính chất thông báo hành động rằng là tất cả mọi người đều trả lời tốt đấy. Мой друг ответил лучше всех, và người bạn của tôi trả lời tốt hơn tất cả mọi người khác. Thế là đây là gì? Động từ này nó chỉ một người và cái hành động đó xảy ra một lần, tức là gì? Chỉ cái hành động đó nó có tính kết quả. Đấy, cho nên sử dụng động từ đây để thể hoàn thành. Đấy. Зимой я отдыхал на горном курорте. Mùa đông thì tôi nghỉ ngơi ở khu nghỉ dưỡng vùng núi đấy. Đấy. Отдыхал ở đây nó có tính thông báo hành động. Chứ nó không cứ di mồi, cứ là mùa đông thì tôi lại đi nghỉ ở cái vùng này đấy, di mồi em hiểu chưa? Cái hành động có thể xảy ra năm nay cũng thế, năm ngoái cũng thế, năm kia cũng thế đấy, đó. Мы купили новый телевизор, chúng tôi đã mua một cái tivi mới. Đây là động từ thể hoàn thành, nó chỉ rằng là chúng tôi mua rồi, hành động này tôi mua có một lần thôi đấy, mua một cái về rồi là coi như bây giờ chúng tôi vẫn đang dùng rồi đấy. Мы купили новый телевизор, hành động xảy ra một lần có kết quả, trên động từ nó là thể hoàn thành. Он работал в библиотеке 2 часа. Tôi làm việc ở trong thư viện 2 tiếng. 2 часа nó chỉ cái quá trình. Nếu mà hành động chỉ cái quá trình xảy ra trong cái thời gian bao nhiêu lâu đó thì sử dụng động từ thể chưa hoàn thành. Đấy. Thấy chưa nào? Đấy. Это консьержный зал построили. Построили là đã xây dựng xong vào năm ngoái. Phải sử dụng động từ thể hoàn thành bởi vì xây xong bây giờ nó vẫn còn đang ở đấy, đã biến đi đâu đâu. Đấy. Cho nên là gì? Động từ chỉ thể hoàn thành và hành động có kết quả cho đến ngày nay vẫn đang sử dụng. Он никогда не опаздывал. Đây có động từ никогда. Nếu có никогда có nghĩa là chỉ cái tần suất. Nếu mà động từ chỉ tần suất thì sử dụng động từ thể chưa hoàn thành. По утрам. Động từ chỉ по утрам. Nếu từ có từ по утрам, chúng ta hiểu rằng là đó sẽ là động từ thể chưa hoàn thành. Bởi vì sao? Nó diễn ra các buổi sáng đều như nhau hết. Sáng nào cũng như vậy. По утрам я пил кофе. Đấy. Đó. Thế vậy thì đó là cái kiến thức về động từ thể hoàn thành và chưa hoàn thành. Đấy. Đó. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau xem. Trong cái mẫu câu này sau khi mà nắm được cái lý thuyết như thế thì bạn sẽ xem cái ví dụ. Рассказывать hay là рассказать. Вчера Лёша нам очень смешной анекдот. Рассказывать, рассказать có nghĩa là gì? Kể chuyện đấy. Kể chuyện đấy. Вчера Лёша Алёна, ngày hôm qua Алёна có kể cho chúng tôi một câu chuyện rất hài.
đấy. À, À, rất Raskasana là à ăn á các Rask rascazivat hay là rascazat Raskazat à là ăn rascazala đấy ăn rascazala là tại sao lại dùng rascazala là hôm qua một lần à cái việc đó xảy ra ngày hôm qua đấy à ăn atlichna cô ấy rất tốt rồi. ăn atlichna Raskazivat à chia nè chia động từ nè ăn nè ăn nè ăn lịch nè Raskazi nó Raskazi và là ăn nè ăn lịch nè rассказывает đấy ăn nè ăn lịch nè rассказывает anh chưa đấy ăn nè ăn lịch nè rассказывает đấy nào ta anh chưa lại chưa hiện tại này hiện tại bởi vì không sao quá xưa. nó chỉ cái gì nè à, если она отлично рассказывает, nó chỉ rằng là nó chỉ rằng là cái đó là cái đặc tính của cô này cô có cái biệt tài nhé có cái biệt tài là cô kể chuyện hài rất hay она отлично рассказывает anh như của đột tư đấy tức là gì đây là cái thuộc tính của cô ấy cái tính cách của cô ấy đấy cô có một cái duyên cô có một cái biệt tài là cô ấy kể chuyện cổ chuyện chuyện hài rất hay đấy Anna Adlichna rассказывает. Đấy. Anh chưa? Đấy. Так вот, đấy. Да. Да, вот так вот. À, хорошо. Приглашать или пригласить? Приглашать или пригласить? À, приглашать là Пригласи. gì? Là mời đúng không? Мой. À, пригласить là thể hoàn thành. Đấy. Виктор Машу на концерт. Пригласи. À, Виктор пригласил Машу на концерт. Он часто? Пригласает. À, он часто приглашает ее в театры. Đấy. À, хорошо. À, xem tiếp nào. Отдыхать, отдохнуть. Каждый год мы... À, каждый год Адыхаем. мы отдыхаем. Да. À, каждый год мы отдыхаем. В этом году мы... Адыханут. Отдохнули. Адаханули, да. В этом году мы отдохнули под Москвой. Мы очень хорошо. Но... Chúng tôi Đây là gì? À, в этом году Ад мы отдыхали под Москвой. À, xin lỗi em. Đây là gì nào? В этом году, bởi vì sao nó còn cái câu thứ hai nữa? Мы очень хорошо. Đấy. Ở đây cái câu thứ nhất nó có tính thông báo hành động. Là nó sử dụng động từ thể chưa hoàn thành. В этом году мы отдыхали. Отдыхали. Nói. В этом году. В этом году мы отдыхали под Москвой. Мы очень хорошо отдохнули там. В этом году мы отдыхали под Москвой, да? Ô, sao lại chưa hoàn thành thế? Так, в Nó chỉ этом bảo году. là Так, мы очень хорошо отдохнули там. В этом году мы отдохнули под Москвой. Мы очень хорошо отдохнули. Ở đây cái nó có tính thông báo hành động, em hiểu chưa đấy? Каждый год мы отдыхаем на юге, đấy. В этом году мы отдыхали под Москвой. Trong năm nay thì năm nay thì chúng tôi nghỉ ngơi ở Moscow, ngoại ô Moscow đấy. À đó. Và ở đây nó là cái động từ thể chưa hoàn thành, nó có tính thông báo hành động. В этом году мы отдыхали под Москвой. Và bởi vì sao nó có một cái câu thứ hai, nếu nó không có cái câu thứ hai này thì chúng ta sẽ dùng thể hoàn thành. Đấy. À, мы очень хорошо отдохнули там, đấy. Отдохнули. Em chưa? Đấy. Đó. À thế như vậy là gì? À chúng ta phải lưu ý đến một cái đặc tính của nó nữa là gì? Là động từ thể chưa hoàn thành nó có tính thông báo hành động. Thế vậy ở đây là gì nào? Nó thông báo rằng là năm nay là chúng tôi nghỉ ngơi ở ngoại ô Moscow. Đấy. Và nó có một cái câu thứ hai nhấn mạnh là gì? И мы хорошо отдохнули там. Đấy. À đó. Trong trường hợp như thế nó sẽ gây cho các bạn thông thường là sẽ gây tranh cãi cho các bạn đấy. Bởi vì sao nó có cái từ vết tâm ga đủ. Thông thường nếu mà gọi vết tâm ga đủ nó chỉ hành động xảy ra một lần. Thế nhưng mà chúng ta phải tính đến một cái đặc tính của cái động từ thể chưa hoàn thành nữa là nó mang tính thông báo hành động, thông tin hành động thôi. Đấy. В этом году мы отдыхали под Москвой, и мы очень хорошо отдохнули там. Nếu như không có cái câu thứ hai này thì chúng ta sẽ nói В этом году мы отдохнули под Москвой. Đấy. Em chưa? Đấy. À. À đó. Thế vậy thì do là nó có cái câu thứ hai này để nó có tính tăng cái tính nhấn mạnh. À đó thì chúng ta bắt buộc là lúc đó chúng ta sẽ dùng là мы отдохнули. Đấy. Đó. Thế còn cái câu này, каждый год мы отдыхаем на юге. À đấy. Đó.
À, trên thực tế thì mình có thể dùng ở thì hiện tại hoặc là thì quá khứ đều được hết đấy, nhưng phải phải với điều kiện ở đây là gì nào, do cast cho nên là nó sẽ là động từ thể chưa hoàn thành ta. Igrasugrach Voice mode à mới smatrili chơi à вчера мы смотрели что мы смотрели вчера футбол nó cảm ơn các gì nào Igrat nó các y Igrana các y là đấy à các y Igrana là ta đấy các y là các y là Igrala đấy ta à các y là ваша команда các y là ваша команда ta плохо а в прошлом году они ta no à они Sungran сыграли đấy они Sungran сыграли đấy они сыграли Sungran đấy они сыграли à, đấy à в прошлом году они не сыграли очень хорошо đấy đấy đúng không? Они сыграли đấy à, вот прошлом году они сыграли хорошо à, и nói là kết quả là gì à, năm ngoái là họ chơi rất tốt đấy Tốt, yes yes tốt. yes là ăn yes là ăn xong rồi đấy что вы Yes, что вы ели đấy что вы ели yes. đấy Chưa что thành, вы ели đấy что вы ели на обед à cậu ăn cái gì đấy à, cậu ăn gì cho bữa ăn trưa đấy à trả lời sao nào Yeah. Hoàn thành cái này dùng hoàn thành. Chưa biết chia này. Đấy, xíu. Đấy, Xa xỉ. à xíu, đã. À, đừng từ xíu. Yeah, xíu, on xíu, anh nói xíu là. Anh ý xíu đi. Đấy. À, đúng nè. Động từ yes có biết chia không nào? Yeah. Chưa chưa yes Đấy, không biết đấy. À, động từ yes chia khá đặc biệt đấy. À, đó. Yeah, yem. Từ yes. On yes đó à đấy nè đấy à đó ê ba ngôi số nhiều nào mười yết dìm yeah, vừa yết gì chứ à nhỉ yết giật đấy à đúng nè mười yết dìm vừa yết gì chứ anh yết giật đấy à đó thì đây là đây là chia thì hiện tại của động từ thể chưa hoàn thành đấy à đó. Thế còn động từ thể hoàn thành nó chia nó như vậy yes em từ yes nó có sờ và có cái dấu cứng thì thôi đấy on siest mới si dìm với si dì chế anh ý si dạt si sợ y dạt sợ y dạt đấy à đó tác em thấy nào đấy thế còn quá khứ của nó là gì yeah yell từ à anh á on yell on yell on yell đấy anh á Anna à, ta yela yela và anh ấy yeli đấy à đó yeah vô tạc vô đấy à tạc vô à vô tạc хорошо đấy. Đấy thế nên nếu mà quá khứ thì quá khứ của cái động từ thể hoàn thành thêm cái chữ sờ và cái dấu cứng thì thôi on xiel Anna xiele anh ấy xieli đấy à khi nói ăn thế này là ăn hết một cái gì đó đấy à em vậy ăn hết ví dụ như là ăn sáng khi ăn sáng thì cậu ấy ăn hết hai cái bánh mì kẹp đấy nát dạp trắc đấy ôn xíu xíu đấy ôn xíu đva bút chì kẹt đấy bút chier bờ rốt đấy đấy ôn xíu đva bút chì bờ đấy đva bút chì bờ đấy phải này mì ống như thế Bucci Bucci brod đấy Bucci brod đây là bánh mì kẹp đấy à các nhìn thấy cái này bao giờ chưa em tưởng mì ống nhỉ à đôi khi chúng ta cái việc mà chúng ta tưởng đấy nó lại không trùng với lại thực tế đấy à bởi vì sao cái việc tưởng của mình ý nó là cái chủ quan của mình thế còn thực tế của nó lại khác đấy à vốt vốt thì Bucci brod đấy à, cái này gọi là Bucci brod em hiểu đấy đó À, Bucci brod em nhớ nhầm ở cái bài trước đấy sự đa đối với anh cái chích đấy quá đấy đấy từ đấy 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 à đó Это Bucci brod, вот видишь, Bucci brod đấy, вот так вот, đây đấy, là
À thế. Cho nên là gì? À, nhiều em cứ bảo ô thầy ơi, em tưởng à, cái tưởng của các em này không đúng với thực tế. Đấy. À, đấy Tại như bài nào? Đấy. cái bài trước có cái từ này, Đấy 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 vậy đấy. em nhớ nhầm. Đấy 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 đấy. À đó. Thế nên cái tưởng đó đừng áp đặt cho người khác, tưởng đó để mình thôi, cất mình dùng thôi. Đấy. Đó. À, nhiều khi mình có hay trả lời các bạn như vậy đấy. Đó. Tak, dua butir brot deh, atno yeso, atno yeso deh, atno yeso, i i vui piu, i vui piu, và uống hết chasku cà phê đấy, chasku cà phê đấy, đó, ví dụ vậy đấy. À, na zatrak onsiang, à, cho bữa sáng thì cậu ấy ăn gì nào? Onsiang, dua butir brot deh, atno yeso, một quả trứng đấy, i i vui piu chasku cà phê đấy. À, đó, thấy như nào? Vất vả đấy. À đúng chưa? Đấy. À vô tạc. À khá. Ừ, tiếp theo nào. Đà rịt À, sự tôi abin đấy. đã Đấy. diễn đã diễn đã Đà rịt diễn là chưa hoàn thành. Đà rịt là thể hoàn thành đấy. Stotia bычна. Gì nào? chưa hoàn thành No, stotia bычна. Stop. chưa Stotia hoàn thành bычна. thế No. Thì chưa hoàn thành. Đà như em chia như nào? Phải chia đấy đã diễn chứ. Daris. Что ты đã обычно diễn даришь? Даришь. Đấy. À, даришь. Đấy chứ nào. Что ты обычно даришь подруге на день рождения? Đấy. À, đó. Đúng nào. Đấy. À, thế. Chị sao nào? À, я обычно дарю. Я обычно Đã đi. дарю. Đấy. Я обычно дарю. Đúng nào. Вот так. Оп. Дарю. Дарю. Đấy. Вот. Đó ta. Я обычно дарю. À không phải дарю mà дарю. Ta. Дарю. Đấy, chọn âm dây của you. Я обычно дарю ей цветы. Đấy. Đó. À viết từng gà đu. À подарил. À không Paradis. không tự tin lắm đấy. По да рил. Đấy. Đó. À đấy, đúng nào. Viết từng gà đu я подарил ей духи. Đấy. Đấy, đúng nào. À đấy. À đó. À, khi bắt đầu vào học cái thầy rất nhiều em không tự tin. À, nói không dám nói, không dám nói một cách chắc chắn đấy. Đến cuối khóa học thì các em lại trở nên rất tự tin và các em mạnh dạn nói hơn rồi đấy. À, đó. Cho nên là gì? À, mình cứ phải nói, không tự tin mình cứ phải nói sai thầy sửa cho, cái gì đâu. Đấy. À ta khắc sốc đấy. Abuchina yadariu isvietui. Avetam gadu ye duhi. Đấy. Padariu ye duhi. À ta khắc. À đấy. À ta khắc sốc. À thế đến đây thì chúng ta sẽ thêm một cái ý nghĩa khác của động từ thể hoàn thành và chưa hoàn thành. À, động từ nếu mà chúng ta đề nghị ai đó làm một cái việc gì đó, tức là gì, dùng thức mệnh lệnh. Để cho nó lịch sự chúng ta phải dùng động từ thể hoàn thành. Đấy. À, ví dụ như là chúng ta bảo ai đó mà ví dụ đóng cửa, đóng cửa lại, đóng cửa lại giúp đi. Đấy. Lạnh lắm, đấy. Thì chúng ta sẽ dùng động từ thể hoàn thành. Закройте, пожалуйста, окно. Đà. Thế còn nếu mà chúng ta mà dùng với tiểu từ nhe, trong nhà nóng lắm nhưng mà bạn cứ đóng cửa lại đấy, thì chúng ta sẽ bảo bạn là nhe ra cứ vải trẻ, lúc đó chúng ta phải sử dụng tiểu từ nhe phủ định và động từ thể chưa hoàn thành. Thế vậy thì chúng ta thấy là gì nào? Nếu mà chúng ta thúc giục ai làm cái hành động gì đó thì chúng ta phải dùng động từ thể hoàn thành. Thế còn nếu mà chúng ta bảo ai đừng làm cái việc gì đó thì chúng ta sẽ dùng động từ thể chưa hoàn thành và có nhe. Đấy. Em nhỉ? Ví dụ đây là gì nào? À, đóng cửa lại. Закройте, пожалуйста, окно. Холодно. Лạnh lắm. Đấy. Не закрывайте окно здесь очень душно. Đừng có đóng cửa ở đây khó thở lắm. Душно, душно. Đấy. À, khó thở, thiếu dưỡng khí. Đấy. Душно. Đấy. À đó. À đó. À, xuất phát từ cái động từ душить. Душить là bóp cổ. Đấy. À, Xin. душить. Đấy. À đó. Cho nên là душно, душно là khó thở lắm. Đấy. À, nó như thế nào. Возьми зонт. Hãy mang ô theo đi. Кажется, будет дождь. Có cảm tưởng như trời sắp mưa đấy. Cảm tưởng. Будет дождь đấy. À thế là gì? Не бери зонт, đừng có mang ô đi theo. Не бери. À vậy đây là động từ возьми là từ động từ gì đây? Vật dẹt đấy. Возьми là Lấy vật dẹt đấy. Vật dẹt. À vật dẹt thể Lấy hoàn thành đấy. À, đây là động từ thể hoàn thành. Savia vịt đấy. Thế còn động từ не бери là gì? Брать. Брать. Đấy. À, брать là động từ thể chưa hoàn thành. Не savia vịt đấy. Nào đấy chứ nào. Ô tạp đấy. À đó. À thế như vậy là gì? À qua đấy chúng ta thấy đó là cái cách sử dụng động từ thể hoàn thành và chưa hoàn thành và tạm. Хорошо. À tiếp theo chúng ta sẽ có đề cập hoàn thành và chưa hoàn thành. Почему ты так редко звонишь мне?
Đây là gì Sao tiên? bạn Nó điền cái gì vào đây? Svanit à Pasvanit Pasvanit Chia như thế nào? Pasvani. Pasvanit Đấy. à sáng sáng mai À, gọi nhất định đấy. gọi cho bạn Đấy. À, Pasvani đấy. À đó. rồi À, Pasvani, hãy gọi điện cho tôi. Đấy. Đấy. à À, đấy là gì? À, Pasvani mình giật đấy. Đó, dùng thức mệnh lệnh mà. Thức mệnh lệnh này phải là gì nào? À, thức mệnh lệnh và thể hoàn thành đấy. À, như nào? Ota của đấy. À, tak pozvaním mě zavtra, đấy. À, хорошо. Не этот словарь, он есть у нас в библиотеке. No. Mà như nào? Покупать thì biết rồi. À? Đấy. Đây là cái tình trạng của em là gì nào? Tình trạng biết thì biết thật, rõ ràng thì hiểu thật, nhưng mà không nói được. Đấy. À đó. Đấy là gì? À thế là chúng ta nói một lần đi cho nó quen đi. Nhe pa ku pai. Đấy, như nào? Đấy. Nhe pa ku pai eto slavar. Đấy. À đó. Như nào? Ủa ta. Đấy. Nhe pa ku pai eto slavar. Lần này em nghe thấy từ nhe pa ku pai rồi, lần sau cứ thấy mạnh dạn nói thôi, hiểu chưa nào? Đấy. Đó. Em tại sao em không nói nhe pa ku pai? Bởi vì em chưa nghe thấy bao giờ. Hiểu chưa đấy? À đó, thế còn nếu mà bảo là bây giờ biến biến đổi nó biến đổi được nhưng mà vấn đề chứ không biết nó có đúng hay không. À thế bây giờ nghe thầy nói một lần rồi thì yên tâm rồi đấy. À lần sau cứ nói nhép cúp bài đấy. On yes una biblia kia. Nhà bê tâm như ca mù. Gavadi Đấy. Nhà gà vari. gavadi Đấy. Nhà gà vari. Đúng không? À nhà gà vari. À bê tâm như ca mù. Đừng có nói cái chuyện đấy cho ai nhé. À đó đúng không? Đó. À, đúng không? À nhà gà vari. À bê tâm như ca mù. Пожалуйста, на обед борщ. А, пригато. Пригатови. Да? А, да, подожди. Пригато. Я да? Пригато, пожалуйста, на обед борщ. Да? А, ты мы лайк зи? Да. Пригато. Зумем. Пригатов. Да? Хуакла. Да. Хуакла. Пригатов че. Да? Пригатов. Хуакла. Пригатов че. Я да? А, да, ты мы лайк của cái động từ приготовить, да? Đấy chưa? Ô tạc vật đấy. À đó. À tiếp theo nào. Như cực đa nhé. Biết sai À như cực đa nhé bị sai. Ta vô tôi nhìn mô rất Biết dễ lại. sai. Đừng có bao giờ hứa những cái điều mà cậu không thể làm được. Đấy chưa? À đúng không? Vậy thì chúng ta có cái câu như thế. Cái câu này chúng ta có thể học thuộc luôn được. Bởi vì nó dùng trong cuộc sống. À A B sai. Như cực đa nhé bị sai. Ta vô tôi nhìn mô rất dễ lại. Đấy. À đúng không? Đấy. Tak. À, Svetý vazu. Pastavi. Thế mình lại là gì? Postav. Pastavi. Postav. Pasta. Postav Pasta. chè. Postav postav chè. Đấy. Postav postav chè. Như này. Đấy. Postav postav chè. Cái đuôi em thấy cái động từ đuôi gato vịt. Đấy. À, pasta vịt. Đấy. Thì nó có dạng đuôi là gì? À, vờ dấu mềm. Đấy. À, brigato. Brigato chè. Postav postav chè. Đấy. À vậy nè, đấy. Đó. Так вот. À хорошо. À ей убрать квартиру. Bạn này dùng hoàn thành ạ. À thì hoàn thành. Hoàn thành là gì? Помоги. Pamos, Помоги pamos. che, đấy. Помоги che, đấy. À đó, đúng rồi, À. đấy. À đó. À thế bây giờ một người phụ nữ đang đi ngoài đường bị hai cái thằng nó sấn đến nó cướp cái túi, thế thế bà ấy cần phải bảo là giúp tôi Đỡ. với. Đó là gì nào? Pamagiche. Bà sẽ nói như vậy đấy. Vậy nào đấy đó. À, tiếng Nga sẽ nói như vậy đấy, không phải Pamagiche mà gì Pamagiche đấy. À đó. À, như vậy là gì? À nhé đu mạch Đu và đu mày mạch nhé đu mạch đấy nhé đu mạch đu à ba mày nhé plocha. Đừng có nghĩ xấu về tớ nhá. Đù mày. dạ Đấy, đừng có nghĩ xấu về tớ. Đấy, nhé đù mày. Nhé đù mày. Plocha bầm nhỉ. Đấy, nhé đù mày. À, đúng nhá. À, đó. À, thế nhưng mà, à, bây giờ có chuyện gì xảy ra xong rồi một anh bạn cứ lo lắng mãi suốt ngày suy nghĩ đăm chiêu đấy. À, thế bảo vỗ vai bảo nhé đù mày, nhé đù mày. Đừng có nghĩ nữa. Đấy, đó, nhé đù mày. À, chứ nào. Я без тебя буду очень скучать. Ừ.
À, Dung Hoàn Thành ạ. Vishnu Vishnu dạng chia của nó như nào? Viernese, Vishnu. Viernese curry đấy. Viernese, À. động từ thứ mệnh lệnh của nó như vậy đấy. Viernese curry, đấy. Ai nhé? Спрашивать, Спараси спросить, бай. да? Đấy là gì? Не спрашивай меня об Спара. этом, пока это секрет. Đừng có hỏi tới về điều đó, chuyện đó bây giờ đang còn đang là điều bí mật đấy. Пока это секрет. À. Đấy. À, đó, đúng không À. nào? Secret. Не спрашивай меня об этом. Đừng có hỏi tới về điều đó. Пока это секрет. Đó là bây giờ còn đang là điều bí mật. Đấy, вот так вот, đấy. À, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau làm xong cái bài tập này đấy. À, đó. Như vậy ngày hôm nay là gì? À, qua đây kiểm tra cũng là vừa làm bài tập vừa kiểm tra xem kiến thức của em, xem trình độ đến đâu đấy. À, như vậy là thấy rằng là gì em hỏng nhiều đấy đấy à đúng là đấy à tức là không phải là hỏng nhiều mà là gì có nhiều điều em còn chưa học được đấy đúng không có phải vậy thế không đấy không phải là em Thế quên này em à ok à, thức mệnh thành là bọn em học được học rồi rồi ạ, à được học rồi nhưng mà quên không nhưng không mà từ tháng 8 bây giờ là nghỉ nghỉ học ấy ạ, không không học à nữa đấy 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 tự à học ở nhà học cho nên là không 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 sử dụng đúng không nào đấy đấy không được. à đó thế nên, vậy thì chúng ta cũng cần phải là thỉnh thoảng làm những cái bài tập như thế để chúng ta nhớ lại kiến thức không có là sẽ quên đấy à đó Dạ. à tác vụ khá sure. À thế như vậy hẹn em trong giờ học ngày mai đấy à, vào lúc 2 giờ đến 3 giờ đấy đấy Dạ. đấy Dạ. Ладно, спасибо, до свидания, увидимся, пока. Dạ. 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 Да, счастливо, до свидания, пока.